Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn dự án Block X Token. Đây là một cái dự án có airdrop phát khoảng 20 token BCX. Yêu cầu chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ phải đăng ký cái tài khoản. Chúng ta vào đây đăng ký tài khoản nhé. Trời ơi mạng. Mạng gì? Chán ghê nhỉ. Ủa sao cái link này buồn cười nhỉ? Sao lại tự dưng cái link link lại vào phần login, chắc nhẽ phải vào phần sign up chứ phải không? Trời ơi cái link gì tự dưng vào phần đây, nó phải vào đây để sign up chứ. Trời ơi, thế bây giờ thì giới thiệu bạn bè cũng không được gì luôn à? Tự dưng quay lại cái phần login, tôi đã đăng ký đâu mà login. Bạn này nó cũng cho cái link nó cũng bị ngáo luôn rồi hay sao ấy. Mọi người đăng ký bằng email, dán vào đây là cái gì nhỉ? Mật khẩu nhá. Đấy thì nó sẽ gửi một cái email về, mọi người chờ một ít nhá. Mọi người đăng ký cái email kiểu gì mà sao được mấy số bạn cứ bình luận bảo là không xác minh được email anh ạ, không email không về là thế nào ấy nhỉ? Mình thấy nó vẫn bình thường mà nhỉ. Trừ những cái dự án rác như thế nào nó mới không về thôi, mấy cái dự án này mình thấy vẫn về bình thường mà. Các bạn dán email này. Mật khẩu này. Ấn vào login này. Ok, vào đây thì chúng ta sẽ nào. Chọn cái này hả? Việt Nam. Việt Nam. Ủa, cái này cái gì đấy? Tiếp theo là chúng ta vào My Token. Thử xem nào, ấn thử thôi. Add Wallet. Vài token cần đáp brown chậm quá à. Chúng ta quay lại đây làm iRob nhá. Có một cái link mình để bên dưới nữa là cái link iRob. Đây là cái website chính của nó đây. Chia sẻ 200.000 BCS iRob. Earn 20 BSC for free và 100 BSC do top 200 rep. Thì chúng ta sẽ ấn vào bên dưới nhá. End round này. Thì nó sẽ có một số nhiệm vụ này, join Telegram. Rồi cái này, rồi Twitter, rồi Facebook. Đấy. Retrain được tag ba bạn bè vào cái bài này. Dưới thì chúng ta sẽ ấn vào tên, email, Telegram thì mọi người sẽ vào đây. Mọi người join cho mình một cái group nhé. Mạng hơi yếu cho nên là hơi bị lâu mọi người ơi. Ơi bực mình rồi đấy. Ở đâu để thấy rep này, mọi người ấn vào rep thì sẽ thấy link nhé. Đây đây nhé, link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Đây đấy thì nó cho cái link như thế này nhé.
Thế nhưng mà sao lại ấn vào thì thấy login à, không có đăng ký. Buồn ghê cơ. Đấy, copy lấy tên nhé, tên Telegram này. Mọi người điền vào cái form này cho mình nhé. Ở dưới là Twitter thì cái này xong rồi tắt đi nhé. Twitter thì ở đây. Chúng ta để ấn Flow, Block X. Đấy, con này cũng mới thôi mọi người nhé. Profile copy lấy tên dán vào đây. Ở dưới thì là BSC Wallet nhá, vẫn là cái ví lúc nãy mình add lên cái kênh của nó đấy, à, cái website của nó đấy. Mọi người copy lấy ví dán vào đây. Cái này là cái gì đây? Airdrop twin là cái twin lúc nãy mình đây, mình ấn đây nhá. Con này giữ lead ở đây hả? À, con này low spa ở trên này. Block X Laupa ở trên sàn EX Market nha. Mọi người sẽ ấn vào đây. Chúng ta sẽ ấn vào Red Train này. Đây nó vào tắt cái gì nhỉ? Tắt ba bạn về và ba company and add your rep ID á. Rep ID. Rep ID là cái này. Tiếp theo nữa là add ba bạn bè. Rồi lại ba company á. Còn cái gì nữa không? Jeez. View. Copy lấy. Copy lấy link. Dán vào đây. Cái nào là tích là như thế nào vậy? Nó không có hiện cho ấy. Ok xong nhé. Thank you này. Rồi xong chưa? Ok nhé mọi người nhé. Đấy. Thì cái này thì không phải theo tại vì nó cũng không yêu cầu đâu. Đấy, con này lau spa ở trên này. Rồi, ok, như thế là xong đấy mọi người ạ. Đấy, điền form xong là xong thôi. Đây là cái link giới thiệu bạn bè nhé. Đấy, còn rep link, UID rep link của các bạn, đây là UD này. Đây là cái của bạn, của các bạn nhé. Các bạn đăng ký xong thì mỗi người có một cái như này nhé. Đấy. Các bạn dán lên cái bài chuyên lúc nãy này, tag ba bạn bè với ba công ty. Đấy. Sau đấy điền form như mình nhé. Đấy là xong thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này của mình nhé. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký ủng hộ nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.